Drama An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình đế hoàng thư của Tinh Linh. Phim do Điện ảnh Truyền thông Thượng Hải sản xuất, An Lạc Truyện xoay quanh câu chuyện ngược tâm đầy cảm động giữa đại đương gia Nhậm An Lạc Địch Lệ Nhiệt Ba và thái tử Hàn Diệp Cung Tuấn. Tử Nguyên Địch Lệ Nhiệt Ba vốn sinh ra trong gia đình cao quý, khai quốc công thần. Về sau gia tộc gặp phải biến cố long trời lở đất, nàng lưu lạc tới dân gian. Không muốn mặc cho vận mệnh an bài, nàng lấy tên Nhậm An Lạc, chăm sóc cho lê dân bách tính chịu khổ vì chiến tranh, hy vọng tạo ra một vùng trời thái bình yên ổn cho bọn họ. Đồng thời, nàng cũng dốc sức điều tra chân tướng chuyện năm xưa, những mong lấy lại trong sạch cho gia tộc. Trong quá trình đó, nàng không chỉ gây dựng được uy vọng cùng lời khen trong dân chúng, còn được thái tử Hàn Diệp Cung Tuấn tôn trọng, trở thành phụ tá của hắn. Về sau, Hàn Diệp cùng với Nhậm An Lạc đa mưu túc trí phá được đại án gian lận khoa cử, án tham ô lương thực cứu tế vùng Giang Nam. Bấy giờ chiến tranh nổ ra ở biên cảnh, Nhậm An Lạc coi thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, quyết định đi theo Hàn Diệp xuất chinh, hy vọng nhanh chóng kết thúc chiến tranh đem lại an cư lạc nghiệp cho bách tính. Trong tình huống địch mạnh ta yếu, Nhậm An Lạc bày mưu lập kế, thắng được hiểm cảnh, từ nay muôn dân thấy được buổi bình minh của thái bình. Cuối cùng, Hàn Diệp cũng giúp Nhậm An Lạc lật lại vụ án năm xưa, lấy lại sự trong sạch cho gia tộc của nàng. Nàng vừa sinh ra đã được ban tên là Đế Tử Nguyên, Tử Nguyên hai chữ này đều có ý là hoàng hậu, bởi vì thái tổ đã có chỉ chọn nàng làm chính phi cho thái tử Hàn Diệp. Nàng cao quý là thế, vốn là thái tử phi được chính hoàng đế khâm định, chẳng thể ngờ 10 năm trước đế gia bị diệt môn. Đế Tử Nguyên may mắn thoát nạn trở thành đứa trẻ mồ côi còn sót lại của đế gia. Về sau nàng lấy tên Nhậm An Lạc ở An Lạc trại ẩn mình 10 năm. Là cô nhi còn lại của đế gia, nàng mang theo thù hận vô tận, khát khao muốn sửa lại án sai cho gia tộc. Để tìm được chân tướng năm đó, nàng cố tình che giấu thân phận Đế Tử Nguyên, chỉ thể hiện thành một nữ thổ phỉ si tình thích trêu chọc thái tử Hàn Diệp, còn nói năng bừa bãi, đổi 3 vạn thủy quân lấy vị trí thái tử phi của hắn. Chỉ là Hàn Diệp yêu Đế Tử Nguyên sâu sắc, không muốn cưới ai ngoài Đế Tử Nguyên, cho nên cố ý cho Nhậm An Lạc chức đại lý tự thiếu khanh. Nhậm An Lạc và Hàn Diệp phá vụ án gian lận khoa cử, án tham ô lương thực cứu tế dân Giang Nam, dần dần Hàn Diệp bắt đầu ấn tượng cô gái thông minh cơ trí này. Sự xuất hiện của Nhậm An Lạc ở kinh thành gây nên một trận phong ba, nhưng kỳ thật thứ nàng muốn không phải quyền lực hay vương uy, nàng chỉ muốn cho thiên hạ thấy thế nào là đế vương, triều đình, thịnh thế. Nàng từng bước tiến vào triều đình Đại Tĩnh, lên địa vị cao, cuối cùng giải nỗi oan 10 năm cho gia tộc, lại mất đi một Hàn Diệp yêu thương nàng nhất.